Hoa Lan Anh Lượng xin kính chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền Tổ quốc ạ. Hôm nay bên cơ sở kênh Lan Rừng nhà em thì có một số cái mặt hàng phi điệp trầm tím ạ và cái quế lan hương. Em đã chia ra theo từng cái hình như thế này. Và mỗi một hình như thế này thì em sẽ bán giá theo từng hình một nhé. Và đây em có những cái hình trầm tím, những cái hàng dề rất là đẹp luôn đấy ạ. Sau đây em xin được giới thiệu chi tiết luôn này. Thứ nhất là những cái phần quế lan hương nhé. Quế lan hương ạ, cái hình thứ nhất này. Hình thứ nhất là một cái dề gồm có hai thân quế lan hương hàng xếp rất là đẹp này. Đây, có năm trước có cái vòi hoa cực kỳ là dài rồi đấy ạ. Và một cái thân hàng xếp này nữa này, có một dề hai thân, một dề này thì em bán là 200 nghìn nhé. Là hình số 1 này, 200 nghìn. Hình số 2, cô chú anh chị xem ạ. Hình số 2 này thì có tất cả là ba thân hàng lá xếp quế, lan hương lá xếp rất là đẹp này. Em cũng bán là 200 nghìn này. Và hình số 3 là có một cái có hai ngọn xếp rụt luôn ạ. Rụt không thể rụt hơn đấy nhé. Đây cô chú anh chị xem nhé. Không thể nào rụt hơn được nữa luôn đấy ạ. Hai cái thân này em bán là 260.000 nhé. Rất là đẹp luôn đấy ạ. Đây là hình số 3 nhé. Tiếp theo hình số 4 này. Hình số 4 cũng là ba thân rất là đẹp luôn đấy ạ. Em bán là hình này em bán là 200.000 nhé. Và hình tiếp theo là hình số 5 ạ. Hình số 5 đây ạ. Là có 3 cái đầu ngọn nhá. 3 đầu ngọn quế lan hương và có một cây là cây mẹ con đây ạ. Hàng lá xếp rụt rất là đẹp này. Cây này bị gãy rồi. Cây này bị gãy rồi. Cây này bị gãy rồi. Cây này bị gãy mất rồi. Rồi, cái hình này thì có một cái cây này bị gãy rồi. Cô chú anh chị đợi cái cây con nó mọc lên thôi nhá. Cây mẹ ạ. Còn cây con ở đấy dưới này vẫn nguyên vẹn này. Hình này em bán là 150.000 ạ. Cái hàng quế lan hương này ấy, thì cái dòng thân đơn ấy, thì khi mà cái cây này cây bị gãy thì nó sẽ mọc lên những cái cây con khác thôi, nên là cô chú anh chị cứ yên tâm nhé. Đấy, đây cũng có một cái cây con rồi, em bán 150.000 cho hình này. Đấy, quế lan hương thì hàng hiện tại thì nó cực kỳ là khan hiếm ạ. Cái cô chú anh chị mà muốn sưu tầm trong vườn nhà của mình những cái giò quế lan hương xinh thì có thể đặt hàng bên em này. Tiếp theo là hình số 6 đây ạ. Hình số 6 này có 4 cái đầu ngọn quế lan hương hàng lá xếp như thế này. Em cũng bán là 200.000. Cô chú anh chị cũng để đủ ghép một cái giò rất là xinh rồi này. Tiếp theo là hình số 7 này. Hình số 7 đây ạ. Có 4 đầu ngọn rất là đẹp nhá. Em bán là 220.000 ạ. Mỗi một hình cô chú anh chị được một cái giò quế lan hương rất là xinh xắn để sưu tầm cho sân vườn của nhà mình rồi đấy ạ. Tiếp theo là những cái phần trầm tím này. Và mỗi một hình như thế này thì cô chú anh chị cũng ghép đủ một giò để ngắm hoa rồi đấy ạ. Cực kỳ là đẹp rồi đấy ạ. Mỗi một hình em sẽ bán là 150.000 nhá. Đây là một dề này. Có hai thân rất là to đẹp luôn đấy ạ. Đấy cô chú anh chị xem nhé. Có hai thân rất là đẹp và ngoài ra thì có một cái thân đang mọc lên, một thân con đang mọc lên nữa này. 150.000 này, hình số 2 có ba thân rất là đẹp luôn đấy ạ. Một dề hai thân và một cái dề này có một thân mập ú ụ luôn này. Dài khoảng tầm 12 13 14 cm gì đó nhá. Đây cô chú anh chị xem này, em gang tay như thế này. Hình tiếp theo là hình số 3 này, có hai thân. Vàng óng rất là đẹp luôn đấy ạ, mập ú ụ luôn này. Đó, chắc khỏe luôn này. Hình này em cũng bán 150.000 này. Hình số 4 này. Hình số 4 này cũng có hai thân rất là đẹp. Dạ. Một dề có hai thân rất là đẹp luôn này ạ. Cũng 150.000 này. Hình số 5. Một dề có một thân rất là to. Thân to bằng cái ngón tay cái của em luôn này. Và kèm theo mấy cái thân nhỏ bên dưới này nữa này. Ba cái thân nhỏ bên dưới nữa nhá. Cũng 150.000 này. Rồi ngoài ra em có đai châu nữa này. Đai châu Thái, mỗi một chậu rất là xinh như thế này. Đó, bằng này cây bằng những cây nhiều cặp lá như thế này. Cái bản lá của nó cũng khá là rộng rồi nhá, 4 5 cm rồi ạ.
cái chiều dài của cái lá có thể có cây là 20 cm, có cây là 15 cm, có cây cũng dài hơn. Đây ví dụ như cây này lá dài hơn hơn một gang tay của em rồi, 150.000, à 250.000 cho một cái chậu chậu đai châu Thái như thế này nhá. Hàng này thì sẽ cho hoa vào cái dịp Tết ạ. Và đai châu Thái thì có rất là nhiều cái màu sắc đẹp, và hàng này thì màu hoa của nó là hoa xổ số của chú anh chị nhé. Và số điện thoại để đặt hàng bên bên kênh Lan Rừng của nhà em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604 ạ. Xin chào tạm biệt tất cả các cô chú anh chị và các bạn.